Cái sán này bao giờ tháo ra hả cô? Bao giờ nó khô thì tháo. Chiều tháo. Chiều là chiều nào? Biết cái gì nữa nói tính. Mấy ngày lại bảo chiều. Ai bảo thế? Anh cứ để một tuần nó cũng chả bung ra. Để cả tuần luôn. Bao giờ nó khô cái mụn nó vào mình tháo ra. Nên nó không bị nhiễm trùng vết thương. Cái này cô sát khuẩn có bôi thuốc ở dán này vào này. Sát khuẩn bôi thuốc hết rồi.
là siêu âm thở. Không, cái nào nó bị ấy mới bôi chứ, sát khuẩn cổ nó thứ là có hết giờ rồi chứ nào. Sạch sẽ luôn.
Mm-hmm.